chào mọi người, hôm nay Luyến sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu chống trộm 5 nút của Thái Lan. Trên tem người ta, tem mác người ta ghi là Thái Lan chứ mình không rõ là cái xuất xứ nó ở đâu, bởi vì cái hộp này toàn là chữ Thái Lan thôi các bạn ạ. Đây, bên trong nó là có cái cục khiển như này. Đấy, cũng có in chữ Thái Lan này các bạn này. Đây, điều khiển của nó là điều khiển 5 nút như này các bạn này. Đấy. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu vào con UEA 110 nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn cùng xem cái bước như là các thao tác mình đấu như thế nào các bạn ạ. Đây là cái quá trình mình lắp thì mình đấu trước rồi, cái thao tác thì mình đấu dây trước rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là những cái dây nào vào đâu nhé các bạn nhé. Đấy, thì trong cái cụm dây này thì nó có tất cả là 8 dây nhé các bạn nhé. Đây, có tất cả là 8 dây này, 2 này, 4 này, 6 này, 2, 4, 6, 7, 7 dây các bạn ạ. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây là hai dây đỏ này là dương ắc quy này, là trước ổ khóa đấy. Từ bình ắc quy lên đấy là mình đấu vào dương ắc quy này, dương ắc quy. Còn cái dây hồng này là cái dây dương sau ổ khóa này. Đấy, dương sau ổ khóa này. Còn hai dây vàng này, hai dây vàng này là hai dây xi nhan này, và hai dây xi nhan vàng vàng đậm và vàng cam và xanh xanh lơ đấy. Đấy, hai dây vàng này là vào hai dây bên xi nhan nhé các bạn nhé. Còn dây xanh dương này, dây xanh dương này sẽ vào dây vàng sọc đỏ đây các bạn ạ. Đây, vàng sọc đỏ đây các bạn thấy không, vàng sọc đỏ của dây đề nha các bạn nhé, dây dương đề nha các bạn nhé. Đấy, mình sẽ cắm vào cái dây vàng sọc đỏ này. Đấy, còn cái dây đen thì vào dây mát nha các bạn nhé, vào dây mát sườn xe. Đấy, mát sườn xe các bạn nhé. Đấy, dây đen. Đấy, nói chung là những cái dòng xe quay này là đấu dễ nhất các bạn ạ. Đấy, thì mình nếu mà có dịp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu vào những cái xe ga hoặc là những cái dòng xe FI các bạn ạ. Đấy, thì cái quá trình đấu nó cũng chỉ có vậy thôi. Còn cái dây hồng này các bạn, còn cái dây hồng này là đi vào dương mobin nhé các bạn nhé, để mình tắt máy nhé các bạn nhé. Đấy, dương mobin đấy, vào dây đen sọc vàng các bạn ạ. Đấy, đây, đi vào dây dương mobin. Đấy, khi mình nổ lên mình có thể tắt máy được. Và hai dây trắng này là dây còi thì không nói đây. Đấy, thì các bạn cứ thao tác đúng như vậy là lắp là ok nhé các bạn nhé. Đấy, dây thì đấu vào như vậy. Đấy, bây giờ mình đã đấu xong xuôi thì mình sẽ cột lại cho nó gọn gàng các bạn ạ, tránh tình trạng nó lổm nhổm hoặc là nó rối tung beng lên các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bó nó lại các bạn ạ. Bó nó lại cho nó gọn. Quá trình mình lắp xong thì mình sẽ bó dây lại để nó gọn, làm y tương tự như mình này. Đấy, nói chung là mỗi người sẽ có một cách bó dây riêng của mình, nhưng mà mình cứ phải bó gọn vào các bạn ạ. Đấy, thì giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp nhựa vào là xong các bạn nhé. Đấy các bạn, đấy thì cái quá trình lắp chống trộm nó cũng như vậy thôi. Đấy thì đã lắp hoàn thiện cả nhựa vào rồi. Đấy thì bây giờ mình sẽ test lại lần cuối này các bạn này. Đấy thì đây là cái điều khiển của nó. Giờ mình sẽ test này. Trước tiên mình sẽ test cái chế độ chống trộm này. Mình sẽ nhấn nút đầu tiên này. Đấy. Rồi, chống trộm đã hoạt động bình thường nhé. Chế độ chống trộm đã hoạt động bình thường các bạn ạ.
Thứ hai là mình sẽ test chế độ tìm xe có chuông và không chuông nhé các bạn nhé. Đây là mình sẽ tìm xe có chuông này. Rồi, hoạt động bình thường và ngắt chuông này. Rồi, các chế độ vẫn hoạt động nhưng mà không có chuông này. Đấy. Và tiếp theo đấy là đề từ xa các bạn. Đấy, mình không có động gì vào xe nhé, mình sẽ đề từ xa các bạn. Đấy. Và tắt máy từ xa. Đấy. Rồi. Và cái chức năng của cái bộ chống trộm này thì nó chức năng như sau, như là chống trộm này, chống cướp này, tìm xe trong bãi này, và thì cũng như là tắt máy từ xa này. Đấy. Thế thì nó có những chức năng như vậy các bạn ạ. Thế thì cái quá trình lắp chống trộm 5 nút thì cũng đã kết thúc. Thế thì mình mong các bạn xem video để thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để mình có những cái động lực làm video hay nữa. Xin chào tạm biệt các bạn.